Người sáng lập dự án Be Free là Nguyễn Trường Giang, chàng trai sinh năm 1991. Hôm chúng tôi đến ghi hình, Giang đi công tác đột xuất. Chỉ có anh Nguyễn Quốc Chiến chịu trách nhiệm việc quản lý thư viện ở nhà. Anh Chiến gặp Giang khá tình cờ cũng từ niềm đam mê sách, rồi cùng bắt tay hợp tác để nuôi dưỡng đứa con tinh thần Be Free, viết tắt của từ tiếng Anh Book for Free, nghĩa là sách miễn phí cho mọi người. Bifi gần như là một dự án phi lợi nhuận mà không chú trọng đến vấn đề về quỹ tiền mặt. Bởi vì phần lớn các hoạt động của Bifi đều là không mất tiền, đều là miễn phí. Bifi làm miễn phí cho cộng đồng và ngược lại cộng đồng cũng giúp đỡ Bifi một cách miễn phí. Ví dụ như là về sách chẳng hạn. Về sách bây giờ hiện tại Bifi có khoảng hơn 1.800 cuốn sách, thì trong đó có tới 80%, hơn 80% số lượng sách đó là được các bạn đọc hỗ trợ trong thời gian lâu dài. Từ chỗ phải nay đây mai đó, không có chỗ cố định, nay Be Free đã có một ngôi nhà mới, nhỏ xinh nhưng lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng và đặc biệt là cũng được miễn phí. Thời gian vừa rồi là Be Free là hiện không không có địa điểm, vì là trước đây là đã làm Be Free là ở tại các quán cà phê. Gia đình nhà mình thì vẫn còn một cái phòng trống, thì mình đã nói với Giang rằng là em có thể đến đây và mở thư viện ở tại đây được. Một trong những thành công của Be Free là đã xây dựng thành công mô hình thư viện tự quản, nghĩa là việc điều hành và hoạt động chủ yếu là dựa vào đội ngũ tình nguyện viên. Bản thân mỗi bạn đọc cũng chính là tình nguyện viên khi nâng cao tinh thần tự giác và trách nhiệm với từng cuốn sách. Khi mà có không gian được tự do con chọn ấy, mà con nó không phải lo nghĩ là phải mua hay gì cả, thì nó cũng thích hơn. Bọn em đang thực hiện một dự án xây dựng thư viện cội rễ cho trẻ em nhỏ vùng cao ở trên xã Lam An Tẩn ạ, Mường Trải, Yên Bái ạ. Anh Giang, anh có mời bọn em đến thư viện để anh tài trợ cho một số sách và có thể là anh ấy có thể chia sẻ cho những cái cách thức quản lý thư viện. Vậy là một ngày nào đó, sớm thôi, những cuốn sách này sẽ lại được mang đến cho các bạn nhỏ vùng cao. Trao truyền kiến thức, tình yêu với sách bằng sự nhân lên của sức mạnh cộng đồng là hướng đi đầy ý nghĩa của thư viện sách miễn phí này.